Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 10. Chương trình có những nội dung chính sau. Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Chỉ đạo tại hội nghị thường kỳ tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các địa phương, các sở ngành ra soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng, có những giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Người dân phấn khởi vì các công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm thay đổi bộ mặt nhiều địa phương huyện Vũng Liêm. Tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng năm 2022. Chương trình nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2022 gồm 3 phần, mang đến câu chuyện về những con người đã đi theo ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần hết mình phục vụ nhân dân, không quản ngại khó khăn, thử thách. Từ đó giữ vững niềm tin của nhân dân khắp mọi miền đất nước với Đảng, với nhà nước. Tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã trao quà lưu niệm, biểu trưng tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Báo cáo của đoàn giám sát nêu rõ, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, song hành với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực. Bày tỏ nhất trí cao với báo cáo kết quả giám sát, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế chưa được giải quyết để kiến nghị khắc phục, tháo gỡ các nút thắt, nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian tới. Đặc biệt thì đoàn giám sát cũng đã đề xuất là từ năm 2023 thì đề nghị phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân. Thì theo tôi đây là đề xuất quan trọng, đồng thời với việc tăng cường quản lý, thúc đẩy tuân thủ pháp luật thì cái cuộc vận động và phong trào thi đua sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và xây dựng văn hóa để việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí hiệu quả, hiệu lực, thực chất và đạt được nhiều cái thành tựu cao hơn. Cũng rất là mong qua kết quả giám sát lần này và sau khi thông qua nghị quyết giám sát của Quốc hội thì việc triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ được thực hiện chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hơn. Một số đại biểu kiến nghị việc đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tôi đề nghị đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tùy vào lĩnh vực mà xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp. Qua báo cáo giám sát thể hiện rất rõ, việc vi phạm pháp luật ở nhiều góc độ, khía cạnh, nhưng tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến lợi ích như quản lý tài sản công, lĩnh vực đất đai. Các đại biểu đề nghị chính phủ hoàn thành việc rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy nhanh lộ trình cải cách các chính sách thuế, tăng cường công tác dự báo, lập, thẩm định dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và các năm sau. Cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhiều đại biểu cho rằng trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, phải tiết giảm chi phí, nhưng không hẳn cứ tiêu ít mới là tiết kiệm, mà phải đặt trong bối cảnh, hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đánh giá cao tổng số tiền tiết kiệm thời gian qua lên tới 350.000 tỷ đồng, nhưng đại biểu Lê Minh Nam cho rằng báo cáo vẫn chỉ ra tất cả các lĩnh vực giám sát đều có vướng mắc, bất cập, lãng phí, đòi hỏi phải sớm có các giải pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, cần đặt thực hành tiết kiệm chống lãng phí để xem xét một cách đồng bộ, toàn diện, tổng thể trong cả ngắn hạn, dài hạn và trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Trong nhiều trường hợp không phải cứ tiêu nhiều tiền là không tiết kiệm hay là lãng phí, mà quan trọng là kết quả đạt được như thế nào. Phải tăng cường giáo dục ý thức, xác định rõ trách nhiệm đối với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ khi nhận thức đúng, ý thức tốt, trách nhiệm cao thì mới tránh được tình trạng thực hiện còn hình thức. Cũng không phải cứ làm nhiều là hiệu quả, vì nếu chúng ta làm cả những việc không có ích, không tích cực hoặc là chồng chéo thì còn là nguyên nhân gây lãng phí. Đại biểu Trần Quang Minh cũng cho rằng nhiều công trình dự án sử dụng vốn nhà nước bị thất thoát lãng phí, và cuộc giám sát tối cao thực hiện chính sách pháp luật và thực hành tiết kiệm chống lãng phí vừa qua là một rà soát tương đối tổng thể quy mô đối với lĩnh vực công. Ngoài việc liên quan đến tham nhũng, không loại trừ nhận thức, ý thức trách nhiệm, lương tâm và trình độ, năng lực yếu kém của cán bộ lãnh đạo khi đưa ra quyết định không phù hợp, gây ra lãng phí nặng nề, tổn hại khôn lường. Ngoài chính sách pháp luật quy định thì việc tiết kiệm chống lãng phí rất cần đến ý thức và lương tâm của người cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của tổ chức cơ quan đơn vị địa phương. Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng để thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhưng bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát và công tác giám sát, việc tiết kiệm chống lãng phí phải đặt lên hàng đầu. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2022, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2022. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 10, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt, kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, giá một số mặt hàng nông sản tăng. 10 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trên 29% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 94% dự toán năm. Công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt được tập trung thực hiện theo kế hoạch. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, ổn định. Phát biểu tại phiên họp, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các địa phương, các sở ngành ra soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng, từ đó có những giải pháp cụ thể để thực hiện được và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm theo nghị quyết đã đề ra. Khẩn trương thực hiện các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định, để nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt tập trung hoàn tất mọi công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Đề nghị các đồng chí nỗ lực cao, tập trung để chúng ta làm tốt các công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cái lễ kỷ niệm này. Trong đó có nhiều cái sự kiện mà chúng ta phải làm, kể cả công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chuẩn bị cho vấn đề thăm viếng, thì những cái này chúng ta phải chuẩn bị hết sức chu đáo. Ban chỉ đạo ngày lễ lớn phải trách nhiệm trong cái chuyện này, và các sở ngành thì các đồng chí phải hoàn chỉnh cái kế hoạch tổ chức từng sự kiện của mình, phải có kịch bản cụ thể. Các cái địa phương cũng vậy. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, đơn vị điểm của quân khu 9, về thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50, tổ chức sơ kết năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trong quân khu đến dự. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022 được chọn làm điểm cuộc vận động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động thi đua, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của tỉnh được nâng lên. Cán bộ chiến sĩ luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao năng lực, tham mưu kịp thời, chính xác cho lãnh đạo, chỉ huy cơ quan đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, vũ khí, trang bị, tiết kiệm và an toàn giao thông. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, đặc biệt là không để xảy ra mất an toàn về vũ khí trang bị, không để mất an toàn giao thông. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, Phó Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long
tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, hiểu rõ mục đích yêu cầu tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động để quản lý sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Nhân hội nghị, 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chiều nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10 năm 2022. Ông Lê Minh Đức, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong tháng 10, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền kịp thời đầy đủ các chủ trương, chính sách và hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hoạt động của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Nổi bật là tuyên truyền về kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, các nội dung hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, và tiếp tục tuyên truyền hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, thông tin có chiều sâu, phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy lưu ý, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Các sự kiện chính trị trong tỉnh, trong nước, đặc biệt tổ chức tốt và tuyên truyền có chiều sâu, các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới. Chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với hãng phim trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình điện ảnh Trong mắt trẻ thơ, kết hợp hoạt động tuyên truyền sân chơi giáo dục cho thiếu nhi học sinh năm 2022. Chương trình được thực hiện ở 45 trường tiểu học trên địa bàn huyện Mang Thít, huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Tại đây, các em học sinh được xem các đoạn phim tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Ngoài ra, các em cũng được triển khai mô hình đưa văn hóa dân gian vào trường học và tuyên truyền hướng dẫn tham gia chương trình Cùng em làm việc tốt mỗi ngày do Hội đồng đội Trung ương phát động. Chương trình điện ảnh Trong mắt trẻ thơ là một mô hình mới nhằm góp phần trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các thước phim sống động, đồng thời tạo môi trường lành mạnh để các em nâng cao kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, từ đó tự tin phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư một số công trình trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Đến nay, các công trình này đã xây dựng gần hoàn thành, tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Những người thợ này đang thực hiện công đoạn cuối cùng là lót gạch vỉa hè để hoàn thành tuyến đường rạch trúc trên địa bàn thị trấn Vũng Liêm. Với chiều dài khoảng 2 km, đây được xem là một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất ở huyện Vũng Liêm. Giờ nhà nước mở ra cái đường rộng gấp 3 lần cái đường cũ thì thấy phấn khởi, dân đi thuận tiện, rồi hàng hóa lưu thông dễ dàng. Bộ mặt khang trang đổi mới đô thị này thấy rất đẹp, người dân rất phấn khởi, rất mừng. Còn đây là tuyến đường liên xã Trung Hiệp Trung Hiếu đang được nâng cấp mở rộng. Tuyến đường được mở rộng từ 3,5m lên 5,2m, mặt đường được nâng cao trung bình gần 5 tấc. Công trình này cũng sắp hoàn thành, đang chuẩn bị đổ nhựa nóng mặt đường. Người dân quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều ai cũng là vui mừng phấn khởi. Lộ này được mở rộng ra được 10 tấn. Đó là hôm rồi có 5 tấn lộ nó nhỏ và được 10 tấn vậy là phấn khởi dữ lắm rồi. Sau gần 4 tháng triển khai thi công, đến nay công trình trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiếu Tự đã đạt trên 95% khối lượng và dự kiến bàn giao vào trung tuần tháng 11 tới.
Công trình gồm 52 phòng học và phòng chức năng, thư viện, nhà thi đấu đa năng và nhiều hạng mục khác. Đây là công trình vô cùng ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Sắp hoàn thành mà đối với người dân ở đây thì rất phấn khởi, rất vui mừng. Như vậy thì là điều kiện học hành của trẻ, con em của người dân cũng như là điều kiện phát triển kinh tế của người dân ở Vũng Liêm tới đây nó được tốt hơn. Mình thấy được cái ngôi trường này lớn lên vậy nè, thấy mình rất là phấn khởi. Sau này con em mình có điều kiện để ăn học. Những công trình hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày tiết kiệm thế giới, nhằm tạo phong trào tiết kiệm trong xã hội hướng tới đối tượng của tài chính toàn diện, đặc biệt là giới trẻ. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế DSIK của Đức tổ chức tọa đàm về vấn đề quản lý tài chính cá nhân. Mỗi một lứa tuổi sẽ có những nhìn nhận tư duy về tài chính khác nhau và cần có phương pháp hướng dẫn phù hợp. Đối với sinh viên, việc vận dụng những kiến thức về tài chính ngân hàng vào thực tiễn cuộc sống như thế nào cho hiệu quả và tối ưu nhất là vấn đề không đơn giản. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Tiết kiệm Thế giới sẽ giúp trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức bổ ích để nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý ngân sách cá nhân hiệu quả, phục vụ thiết thực cho việc học tập cũng như trang bị tốt cho tương lai. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, tỉnh Vĩnh Long tập trung đầu tư cho các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao với tổng số vốn hơn 870 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, tỉnh đầu tư triển khai thực hiện 155 công trình thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục và đào tạo, văn hóa, quản lý nhà nước và xã hội công cộng với số tiền gần 835 tỷ, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 113 tỷ, ngân sách tỉnh hơn 570 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 147 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư và các nguồn hợp pháp khác hơn 4,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới, mặc dù được chủ động ngay từ đầu năm, nhưng tiến độ thực hiện các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng nông thôn còn chậm. Thực hiện theo lộ trình xây dựng nông thôn mới, năm nay tỉnh Vĩnh Long có 5 xã đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và 10 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sáng nay, Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa mới vụ thu đông 2022. Vụ lúa này, trại giống cây trồng trực thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long thực hiện khảo nghiệm 72 giống lúa, gồm các bộ giống chọn dòng, bộ giống sinh thái, bộ giống của các nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các giống đối chứng đang được sử dụng phổ biến. Trong đó, diện tích khảo nghiệm sản xuất các giống có triển vọng là 5.000 m2, khảo nghiệm các giống chọn dòng trình diễn là 10.000 m2. Trong số này, nổi bật là bộ giống mang ký hiệu VNL do Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Long lai tạo thời gian qua. Đánh giá kết quả cảm quan ngoài đồng, các đại biểu đã chọn ra 5 giống lúa nổi trội hơn so với các giống lúa còn lại, gồm VNL2, VNL16, OM5451, OM18 và NL1025. Các đại biểu dự hội thảo đề nghị trại giống cây trồng Vĩnh Long tiếp tục nghiên cứu khảo nghiệm các giống lúa VNL2, VNL16 và NL1025 để có hướng đưa vào sản xuất thử, sản xuất đại trà. Đây là những giống lúa được lai tạo nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, đặc biệt là thích ứng với điều kiện canh tác tại Vĩnh Long. Thưa quý vị, những tháng cận Tết thì bao giờ cũng là thời điểm thị trường lao động trở nên sôi động. Nhằm tăng cường hỗ trợ kết nối cung cầu, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long không ngừng đổi mới cách thức, tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả các sàn giao dịch việc làm. Ngoài các ứng dụng website, Zalo và Facebook kết nối người tìm việc, việc tìm người, từ tháng 9 đến nay, liên tục các chương trình Ngày hội Việc làm, phiên giao dịch việc làm định kỳ trực tiếp, trực tuyến, cà phê việc làm miễn phí được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long tổ chức đa dạng để kịp thời tư vấn thông tin về nhu cầu tuyển dụng, kết nối người lao động với doanh nghiệp cần tuyển ứng viên. Hiện nay thì nhu cầu của thị trường rất nhiều. Trong tỉnh thì có một số doanh nghiệp là đến trung tâm và tuyển dụng thì trung tâm đều ghi nhận và
tuyên truyền để làm sao cho người lao động tiếp cận được cái nguồn thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh. Ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh thì cũng đã liên kết đến trung tâm, đặc biệt nhất là qua các phiên giao dịch việc làm trực tuyến của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian tới thì trung tâm đa dạng thêm là mở các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, đặc biệt là để nhằm cho người lao động là tìm kiếm việc làm trong thời gian là gần cuối năm. Rất hài lòng với buổi tư vấn tham gia cái chương trình này á, thì mình biết được nhiều cái doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn. Với lại mình được bộ phận tư vấn của trung tâm đã giải thích cho mình hiểu rõ hơn về nhu cầu xin việc làm ở các công ty. Dự báo thị trường từ thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh những đơn hàng số lượng lớn của các công ty may mặc để mở rộng quy mô nhà xưởng và chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm sau, thì xu hướng tuyển dụng những tháng cuối năm này tập trung nhiều ở nhóm ngành liên quan đến thương mại, dịch vụ, chế biến để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa Tết. Tin bão trên Biển Đông, bão số 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày mai, 1 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Thưa quý khán giả, với những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt, những năm trở lại đây thì huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái tăng cường các hoạt động kích cầu du lịch, đưa ngành du lịch trở thành một trong những mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Vâng ạ, và trong thời lượng còn lại của chương trình ngày hôm nay thì mời quý khán giả cùng đến với những hình ảnh của vùng cao Mù Cang Chải, nơi đã và đang trở thành địa điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tôi đã xây dựng cái kế hoạch phục hồi du lịch của năm 2022. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi đã xây dựng rất nhiều các cái chương trình để làm sao mà du lịch sẽ được tổ chức các sự kiện và kéo dài trong thời gian 4 mùa trong năm. Ngành du lịch đóng vai trò ngày càng quan trọng trong kinh tế xã hội Mù Cang Chải, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng cao. Huyện Mù Cang Chải đặt mục tiêu trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo. Và những hình ảnh vừa rồi về Mù Cang Chải cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.